about? Look at the picture and tell me, what is the picture about? Who can say? Who can say? Good. Dương Kim Nguyên says that it is urinary system. Okay. Today we study about the urinary system. Now look at the picture and who can describe how does it work? Okay. Look at the picture and tell me how does it work? Okay. Look at the picture. Who can describe how does it work? Cái phần này ở gì? À, tiếng Anh 1 chúng ta đã học rất kỹ về cái hệ các cái hệ tuần hoàn, vân vân, các cái hệ của parts of the body. Và cô đã có nói sơ cái phần này rồi. Bây giờ bạn nào có thể mô tả cho cô thử, nhìn vào hình các em có thể có một cái mô tả đơn giản ngắn gọn. How the urinary system work? Now look at the picture. As you can see, urine travel from kidneys through the two thin tubes we call they are ureter. Và chúng ta gọi nó là gì? Ống niệu gì? Ureter, niệu gì? Ống niệu quản. Through the and fills the bladder. Okay. When the bladder is full, a person urinates through a small the urethra to eliminate the way. Và khi mà cái bàng quang nó đầy rồi thì nước tiểu nó sẽ được thải ra ngoài qua một cái ống, người ta gọi đấy là ống niệu đạo nha. Now look at the picture again. Urine travel from two kidney through two thin tubes. Như vậy nước tiểu nó từ hai quả thận nó sẽ gì? Đi xuống bàng quang qua hai cái ống nhỏ, và cái hai ống nhỏ này chúng ta gọi là ureter. Và nước tiểu nó sẽ chảy xuống bàng quang làm đầy, và khi bàng quang đã làm đầy thì nó sẽ được thải ra ngoài thêm một cái ống, người ta gọi là urethra. Okay, đó là niệu đạo để đưa nước tiểu thải ra ngoài. Okay. Now in this lesson we study three parts. The first one, urinary symptom. Các cái triệu chứng của cái gì? À, về cái của đối với cái hệ tiết niệu. The second one, urine analysis. Và cái thứ hai chúng ta học trong bài này đó là xét nghiệm nước tiểu. And the last one, we do exercise. Chúng ta làm các cái bài tập. Now begin with the first one. Now look at the picture and look at the conversation between a doctor and a patient when they have a problem about urinary symptom and how the patient describes urinary symptom with the patient, with the doctor. Như vậy bây giờ cái phần đầu tiên chúng ta sẽ học về các là urinary symptom, các cái triệu chứng của hệ tiết niệu, thì các em sẽ xem được các cái gì, cái hội thoại, cái cách bác sĩ hỏi bệnh nhân
và cái cách mà bệnh nhân trình bày các cái triệu chứng về đường tiết niệu với bác sĩ như thế nào khi họ đi thăm khám bác sĩ trong trường hợp họ có vấn đề về hệ tiết niệu. Now look at the first one. Are you having any trouble with your waterworks? Are you having any trouble with your waterworks? Now what does it mean? What does it mean? Are you having any trouble with your waterwork? Waterwork, what does it mean? Waterwork có nghĩa là gì các em? Who knows? Waterwork, what does it mean? Who knows? Waterwork is mean the urinary system. Đó là hệ tiết niệu, the same meaning with the urinary system. Nó cùng nghĩa với lại cái urinary system các em nhé. Are you having any trouble with your waterwork? What does it mean? Okay. Okay. Có thể các em bật mic lên các em nói cũng được. Can. Are you having any trouble with your waterwork? Very easy. Nguyễn Thị Thùy Trinh. Can you translate this into Vietnamese? À, dạ, thưa cô là có vấn đề gì với hệ tiết niệu của bạn, phải không ạ? Hệ tiết niệu của bạn không? Ok, good, thank you. Now, how the patient say that? Symptom, về cái cách là bệnh nhân nói về các cái triệu chứng của họ về hệ tiết niệu như thế nào. I have some pain when I pass water or pee. Như vậy bệnh nhân nói ở đây là gì? Tôi bị đau khi mà tôi pass or pee. Có nghĩa là đi tiểu, tôi bị đau khi mà tôi đi tiểu. Pass water or pee water. It's the same meaning. Another, are you having any trouble with your waterwork? Well, I do seem have to go to the toilet more often than I used to. Câu này có nghĩa là gì đây? Well, I do seem to have to go to the toilet more often than I used to. Tôi đi vệ sinh nhiều lần hơn. Tôi phải đi vệ sinh nhiều hơn là tôi đã từng. Ok. Có nghĩa cái tần suất của họ nó đã cao lên. Đúng chưa? Now, look at this sentence again. This is affirmative sentence. Đây là một câu khẳng định. Các em thấy chưa? Nhưng mà, now, who can explain why the writer used auxiliary verbs do here? Các em thấy đây là một câu khẳng định nhưng mà người viết người ta ở đây người ta sử dụng trợ động từ to do. Bạn nào có thể giải thích cho cô lý do vì sao? Thường chúng ta chỉ sử dụng trợ động từ trong trường hợp đó là câu gì? Phủ định hay là câu nghi vấn. Nhưng mà ở đây câu khẳng định nhưng người ta sử dụng giữa trợ động từ to do. Now who can explain? Vì động từ chính ở đây. Good, very good. In order to emphasize, người ta muốn nhấn mạnh cái việc tôi dường như là phải, người ta nhấn mạnh cái việc mà họ để gì đi toilet nhiều hơn. I used to, it means có nghĩa là đã từng, một cái thói quen trong quá khứ. Vì trước đây khoảng là 3 giờ đồng hồ thì tôi mới đi vệ sinh một lần, nhưng mà bây giờ cái tần suất của tôi nó sẽ gì, nó xảy ra thường xuyên hơn. Now continue. Another way how the doctor asks the patient, how often is that? Như vậy, bệnh nhân nói là tôi đi thường xuyên, thì bác sĩ lại nói là nó cái đó nó thường xuyên như thế nào?
It depends. Sometimes it's every hour or even more often. Cũng tùy. It depends. Điều này cũng tùy. Nhưng thỉnh thoảng là cứ mỗi giờ là đi một lần. Hoặc or even more often. Thậm chí là gì? Nhiều hơn nữa. Okay. Now continue. What about at night? Do you have to get up at night? Đấy, tức là sau khi bác họa sĩ hỏi cái tần số nó thường xuyên như thế nào thì về ban đêm thì như thế nào? Bạn có phải thức dậy vào ban đêm không? Yes, nearly always 2 or 3 times. Vâng, gần như là 2 đến 3 lần. Okay. And how the doctor asks as a symptom, as a urinary symptom. Về cái cách bác sĩ hỏi những cái triệu chứng khác về cái hệ tiết niệu như thế nào. Do you get any burning or pain when you pass water? What does this sentence mean? Do you get any burning or pain when you pass water? What does it mean? What does it mean? Okay. Okay. Do you get any burning or pain when you pass water? Tất cả những từ này chúng ta đã học hết rồi, rất là đơn giản. Okay. Các em thay vì gõ hộp chat nó lâu, các em có thể bật mic lên các em nói cũng được. Now, okay. What does this mean? What does this mean? Anh Tuyết, can you change this sentence into Vietnamese? Can you? Dạ thưa cô, là có nghĩa là bạn có cảm thấy bị bầm rạp hay bị đau khi bạn đi tiểu không? Cảm thấy là đau bút khi mà đi tiểu hay không? Yeah. No, not usual. Không, không có thường. Okay. Now, the next. The doctor asks more. Bác sĩ lại hỏi thêm nữa. Do you have any trouble getting started? Do you have any trouble getting started? Bạn có gặp khó khăn gì khi bắt đầu tiểu không? Tức là có bị bí tiểu khi bắt đầu tiểu, cảm thấy là khó khăn không, bí tiểu không? No. Yeah. The next one. Is the stream normal? I mean, is there still a good strong flow? Cái dòng chảy nó có bình thường không? Cái dòng nước tiểu nó có chảy có bình thường không? I mean, ý tôi là nó có gì chảy mạnh giống như là trước đây hay không? Perhaps not quite so good as it used to be. Có lẽ nó không có tốt giống như là đã từng. Các em nhìn ở đây chúng ta có cấu trúc gì đây? Chúng ta sử dụng ở đây là so sánh bằng, đúng chưa? Và các em ta lưu ý ở đây so sánh bằng thì cấu trúc của nó sẽ S plus ST or F verb plus S. S cộng với tính từ hoặc là trạng từ. Muốn sử dụng tính từ hay trạng từ thì nó tùy thuộc vào cái động từ to be thì chúng ta sử dụng tính từ, và động từ thường thì chúng ta sử dụng trạng từ. Plus S cộng với S, đây là cái so sánh bằng. Và đối với so sánh bằng trong trường hợp là negative, phủ định, thì chúng ta có thể thay thế S bằng so. Not so as the or as verb
blood at. Có lẽ nó đã không tốt như là đã từng. Như vậy trong trường hợp nếu là phủ định, các em để ý trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng cả hai được. Not as, st, f verb as, hoặc là not so st, f verb cộng với as. Both ok, cả hai đều được các em nhé. Và ở đây cô giải thích ở chỗ này để trong trường hợp chúng ta đi thi, chúng ta gặp trường hợp nào cũng được hết. For example, perhaps I do not study so well as I used to. Có lẽ là gì? Nó đã không giống như là tôi đã không học về gì, học giỏi như là tôi đã từng. Now the next one. Do you ever lose control of your bladder or any leaking or gurgling? What does it mean? Do you ever lose control of bladder, any leaking or gurgling? Do you ever lose control of your bladder? Bạn đã bao giờ là gì? Mất cái kiểm soát của bàng quang chưa? Tức là có những người người ta bị thận yếu hoặc ấy thì có vấn đề ở bàng quang, người ta sẽ không kiểm soát được. Cho nên nó mới dẫn đến người ta là đã bao giờ, bác sĩ hỏi đã bao giờ mất kiểm soát ở bàng quang chưa? Và đã dẫn tới any leaking or dribbling, tức là đã bị rì rõ hoặc là nước tiểu nó chảy ra nhưng mà chúng ta không kiểm soát được. Em đặc biệt cái những người già mà thường người ta bị nằm một chỗ lâu ngày hoặc là quá lớn tuổi thì cái gì, cái thận bị suy thoái và dẫn đến tình trạng người ta không kiểm soát được cái việc tiểu tiện và thường họ phải dùng tã. Well, perhaps a little the rippling from time to time. Có lẽ là gì? Một ít, nó bị xón tiểu một ít từ lần này sang lần khác. Ok, the last question. Have you ever passed blood in urine? Have you ever passed blood in urine? Bạn đã bao giờ đi tiểu ra máu chưa? Tức là có máu trong nước tiểu. No, never. Yeah. Đây, như vậy cô vừa mới hướng dẫn cho các em các cái cách mà bác sĩ đặt câu hỏi about how the doctor put the question about urinary symptom, các cái triệu chứng về đường tiết niệu, and how the patient answer and describe their urinary symptom, và cái cách các bệnh nhân trả lời, đưa ra cái mô tả về các cái triệu chứng của mình. Any question about this? Các em có thắc mắc gì về cái phần này nữa không? Ask any question? Now, if you don't have any question, I'd like to explain more some new word in this conversation. Cô sẽ giải thích cho chúng ta một số cái từ mới trong cái hội thoại này. For example, the first one, pee. Chúng có động từ pee là đi tiểu. Void là bài tiết. It's the same meaning with pee or pass. Nó cũng cùng nghĩa, ba từ này nó cùng nghĩa với nhau. Các em có thể dùng là pass urine, pass water or pee urine, pee water. Avoid. Okay. Okay. The next one, urine, nước tiểu, and it's now danh từ của nó. Đó là chúng ta có từ là urination. Và urinary là tiết niệu. Urinary system là hệ tiết niệu. Nó là ST.
Bladder, từ này chúng ta đã học rồi nha. Bây giờ cô nhắc lại thôi. The verb dribble or dribbling, chảy hoặc là nhỏ giọt. Và trong trường hợp này chúng ta cũng có thể dịch là xón, bị xón nước tiểu. The same meaning, leak or leaking, có nghĩa là rò rỉ, xón tiểu. And waterworks, hệ tiết niệu. It is the same meaning, the urinary system. Now listen to me please. Look at the phonetic spelling and listen to me please. The first one, P, void, past, urine, urination, urinary, bladder, dribbling, leak, leaking, waterworks. Now who can repeat please? Bạn nào có thể lặp lại cô xem thử. Mỹ Hảo, can you? Dạ, yeah, cô là P, okay. Past, urine, urination, urinary, bladder, dribble, leak, waterworks. Đọc theo tôi chưa hết có các phần danh từ. Another one who can? Who can? Khánh Trâm, can you? Khánh Trâm, can you? Can you repeat? Khánh Trâm. Action. Okay. Tiểu Cầm, can you? Okay, now can you repeat, please? Peace. Okay. Void. Good. Pass. Okay. Zuring. Good. Zuring Nation. Okay. Urinary. Nhắn em đầu, âm đầu nghe. Urinary. Urinary. Okay. Bladder. Good. Dribble. Good. Dribbling. Leak. Leaking. Good. Waterwork. Waterwork. Okay. Now continue. Look at the picture and tell me what is the picture about. Look at the picture and tell me what is the picture about. It means about frequency. Cái tần số, cái tần suất, frequency. Now the next one. Look at the picture and look at his face and his body. Can you tell me what urinary symptom is this? Các em nhìn vào cái người đàn ông này, nhìn vào cái vẻ mặt và cái tâm trạng của ông xem thử. Good. Bạn thì trên says that it is disurinary. Okay, chứng khó tiểu, đúng chưa? Đau chứng khó tiểu, đau bút khi mà đi tiểu đấy. Yeah. The next one. The next one. What's this? What's this? What's the picture about?
Look at the first one. It is a spatter of urinary. And the second one, it is a speck of urine with blood in it. Các em thấy nhìn đây là hai mẫu nước tiểu. Mẫu đầu tiên là nước tiểu bình thường, a normal urine. And the second one, it is a special of urine with blood in it. Và cái mẫu thứ hai thì có nước gì? Có cả máu trong đấy, người ta gọi là gì? Hematuria, tiểu ra máu. Hematuria. The next one. Look at the picture and tell me, what is this? What is this? Good, very good. Nocturia, trứng tiểu đêm. Các em nhìn thấy ở đây người ta nhìn ra cửa sổ, có thấy là cái ánh trăng đúng không? Okay. How about, what is this symbolize? What does this symbolize mean? Cái biểu tượng này có nghĩa là gì đây? Okay. Urgency. Khẩn cấp. Tiểu gấp. Bởi vì do tình trạng người ta không kiểm soát được cái gì? Cái bàng quang của họ. Cho nên là họ phải đi tìm nhà vệ sinh gấp bởi vì nó có thể là dẫn đến tình trạng là leaking or the rippling. The next one. Look at the bitter bladder and prostate urethra. So, what is this? Look at this. Incontinence. Đấy là gì? Không kiểm soát được, không tự chủ được. Ở đây cái bệnh nhân này mắc cái tình trạng bị thận yếu hoặc là bàng quang có vấn đề và người ta đã không kiểm soát, không tự chủ được, nước tiểu sẽ là gì? Freeze, pass water freely. Nó nước tiểu nó sẽ được thải ra ngoài một cách là gì? Tự do, uncontrolled, không mất kiểm soát. Okay, look at liver again. Look the phonetic spelling. Các em nhìn lại các cái từ mới này một lần nữa và cái phần này cô có các cái phiên âm cụ thể cho chúng ta. The first one, scalding. Scalding is mean pain. Scalding là đau buốt. Yeah. Urethra, niệu đạo. Cái này chúng ta đã học rồi đúng chưa? And hesitancy, chứng khó tiểu, bí tiểu. Urinary incontinence, tiểu không tự chủ. The next one, hematuria, tiểu ra máu. Nocturia, tiểu đêm. And the last one, dysuria, là chứng khó tiểu. Now look at and listen to me please. Scalding, urethra, hesitancy, urinary incontinence, hematuria, nocturia, and the last one, dysuria. Now, who can repeat, please? Who can repeat, please? Quốc Tuấn, can you? Doctor, can you repeat? Class. Okay. Scalding. Urethra. Urethra. Hesitancy. 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 Urinary incontinence. Him.
Hematuria. 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 Nocturia. Nocturia. Dysuria. 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 Okay. Puhin, can you repeat, please? Puhin, can you hear me? Are you ready, Puhin? No. Thu Huyền ở xã này vắng đúng không? Nguyễn Thị Giang. Nguyễn Thị Giang. Nguyễn Thị Giang, absent. Minh Linh, Phạm Thị Minh Linh. Phạm Thị Minh Linh. Scolding. 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 Curator. Hesitancy. Okay. Urinary incontinence. 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 Hematuria. Hematuria. Hematuria, nocturia, dysuria, dysuria, dysuria. Thank you. Now continue. Next is urinary symptom in the first column with the definition from the second column. Như vậy các em nhìn cột bên tay trái của các em, cô đã đưa cho các em các cái triệu chứng về đường tiết niệu, và bên tay phải là các cái định nghĩa của nó. Các em hãy nối các cái định nghĩa này cùng với các cái triệu chứng của nó cho phù hợp. Very easy. Now number one. Okay. Good. Number one, one F. Frequency, it means frequent passing of urine. Number two, how about number two? Number two, dysuria. Read. Okay. Bí tiểu, burning and scalding pain in urethra when passing urine. Bí tiểu là như thế nào? Đó là cái tình trạng mà đau buốt ở niệu quản khi mà đi tiểu. Number three. Okay, number three A. Nocturia. Nocturia, do chứng tiểu đêm. Urgency. Urgency. Number four. Urgency. Okay. B. Urgent
to discharge urine, khẩn cấp để mà thải cái nước tiểu ra ngoài. Hesitancy, number 5, hesitancy. C, difficulty starting to pass water, chứng bí tiểu, rất là khó khi mà bắt đầu để tiểu. Number 6, how about number 6? Number 6, urinary incontinence. Urinary incontinence. Number 6. Okay. Involuntary passing of urine. Tiểu không kiểm soát được. Thì người ta nói là gì? Nước tiểu chảy ra ngoài một cách là tự do nha. And the last one, hematuria. Hematuria, the last one. First, macroscopic blood in the urine. Các cái máu cục nó ở trong nước tiểu. Okay. Now, look at the conversation again. Chúng ta nhìn lại toàn bộ cái hội thoại between the doctor and Mr. John mà chúng ta đã học ở ngay cái phần cô đã giải thích ngay cái đầu tiên của bài. And pay attention which word in the red color. Và các em lưu ý các cái chữ mà cô đã tô màu đỏ. Thì bây giờ đây là cái cách how the patient is described with the doctor. The urinary symptom. Đây là cái cách mà các bệnh nhân mô tả cho bác sĩ của mình về các cái triệu chứng của đường nước tiết niệu. Bây giờ sau khi chúng ta đã học cái phần và các cái từ chỉ về triệu chứng, các em có thể thay thế các cái mô tả cái patient description by urinary symptom bằng các cái thuật ngữ mô tả về cái triệu chứng của bệnh nhân được chưa? Now the first one. For example, are you having any trouble with your water work? Well, I do seem to have too. Go to the toilet more often than I used to. Tôi dường như là đi tiểu nhiều hơn tôi đã từng. Như vậy, thay vì dùng cái cụm từ go to the toilet more often than I used to, ở đây chúng ta có thể thay thế bằng cái urinary symptom nào. Now, who can tell me? Which urinary symptom can replace this phrase? Có thể thay thế cho các cụm này. Frequency. Okay. Sorry, frequency. Good. Bạn Kim Loan nói là frequency. Now continue the next one. What about at night? Do you have to get up at night? Yes. Nearly on the way, 2 or 3 times at night. Now, another way. Instead of, say, 2 or 3 times at night, you can. Kim Long says that, Kim Trinh, Kim Nguyên says that it is nocturnal. Very good. Do you get any burning or pain when you pass water? Như vậy để hỏi cho bệnh nhân dễ hiểu, bác sĩ cũng dùng các cái normal word, cái cách diễn đạt bình thường để hỏi như vậy. Do you get any burning or pain when you pass water? How do you say? How do you say? How do you say? Do you get any burning or pain when you pass water? Instead of say getting any burn or pain when you pass water. Good. Như vậy thay vì nói bạn có gì bị đau buốt khi mà tiểu không thì người ta có thể sử dụng thay thế bằng dysuria. Yeah. Continue. Do you have any trouble getting started? Do you have any trouble getting started?
you have any trouble getting started? Okay, good. Kim Long says that. It's been, do you have a hesitancy? Bạn có bị bí tiểu hay không? No. Now continue. Is the stream normal? I mean, is there still a good strong flow? Perhaps not quite so good as I used to. Do you ever lose control of your bladder? Any leaking or the rippling? Okay. Right. Urinary incontinence. Okay, now, have you ever passed the blood in the urine? It's named hematuria. Look. Yeah. Now, have you ever... Do you have any question about this part? Is there any question about this part? Yeah.
ra các cái cơ số chính xác hơn thì chúng ta phải phải more detail details, nhận ra là hiểu các cái xác định chi tiết hơn. A out of the priority of the assessment of your rating, thì những cái xác định chi tiết cụ thể hơn sẽ được thực hiện trong phòng chuẩn bị trên các cái mẫu của thực tiễn. Sự hiện diện có mặt của các cái tế bào hồng cầu, các cái tế bào mủ hoặc là các cái niệu trụ, tức là các cái chất thải nằm trong nước tiểu ra. Test, và người ta giải thích test này là gì? Test the solid body, là những cái gì, cái xác và thải rắn mà nó được hình thành bởi các cái tế bào hoặc là các cái gì, protein đã bị chết, các cái tế bào chết các protein. Và trong quá trình khi mà xét nghiệm chi tiết thì người ta sẽ các em sẽ nhìn thấy nó có một cái bảng ký hiệu như thế này. Plus sign khi là dấu cộng có nghĩa là cái mẫu xét nghiệm đấy đã dương tính. You indicate to indicate abnormal finding. Người ta sử dụng dấu cộng để chỉ ra đấy là cái phát hiện ra đấy là cái trường hợp bất thường, đúng chưa? Ví dụ người ta xét nghiệm về virus Vũ Hán thì đấy là nếu như đã có cái virus đấy thì cái mẫu xét nghiệm đấy là đã bất thường rồi, đã có vấn đề trong, đã tìm thấy cái bất thường, tìm thấy cái virus ở trong mẫu xét nghiệm và người ta sử dụng dấu cộng đấy là dương tính. A small amount, nếu cái lượng đấy là nhỏ, is described a trace, người ta sử dụng một dấu cộng và người ta có thể mô tả bằng từ a trace. For a large amount, và nếu cái lượng lớn, the word cross, người ta sử dụng cái từ đấy là cross of marked hoặc là từ marked. Và cái khi mở lượng lớn thì người ta thường sử dụng bây giờ bởi cái biểu tượng của nó là free plus ba dấu cộng. For sample cross hematuria, nếu như nhiều máu ở trong gì ở trong cái mẫu đấy thì người ta sẽ ghi là cross hematuria. When noting, và khi cái mẫu xét nghiệm đấy không có cái gì thì người ta sẽ sử dụng với cái từ là new. Okay. Rồi các em nắm được cái chỗ này chưa? Các em chỉ cần nhớ một cái việc đối với lại mẫu xét nghiệm, nếu mà mẫu có dấu trừ có nghĩa là negative là âm tính thì đấy là không có vấn đề gì. Còn khi người ta phát hiện ra bất bình thường trong một cái mẫu có virus, có những cái vi khuẩn hoặc là cái gì bất thường thì cái mẫu xét nghiệm đấy sẽ có một dấu cộng đấy là dương tính, tức là mẫu đấy là có vấn đề, đã có chứa virus vi khuẩn vân vân, đã như bị nhiễm. Và nếu với cái lượng nhỏ thì người ta chỉ sử dụng một dấu cộng hoặc là mô tả bằng từ a trace. Nhưng mà nếu như là gì một cái lượng lớn thì người ta sẽ sử dụng là three plus ba dấu cộng và cái từ mô tả là cross
and say nothing, nothing, không có vấn đề gì hết, thì người ta thường dùng chữ new. It means no, no fighting, không có cái gì lạ. Ok, được chưa guys? Now look at this example. For example, souvenir, protein, 1 plus, and plus, và máu thì 3 plus, 3 dấu cộng. Chúng ta sẽ mô tả như thế nào? There were no sugar, trong cái mẫu xét nghiệm này không có đường. A tray of protein, đúng chưa? Có một cái gì? Một cái lượng nhỏ về protein. And got him material, và gì? Máu ở trong nước tiểu rất là nhiều. Question about this lesson. Các em có thắc mắc gì về cái này nữa không? Ask any question? No? Okay. Now do exercise number one. Look at the conversation in A. Opposite and conflict now about Mr. John. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái hội thoại between the doctor and Mr. John, cái hội thoại giữa bác sĩ và ông John. Chúng ta sử dụng các cái thuật ngữ ở những cái nơi cần thiết. Như vậy ở đây chúng ta chỉ sử dụng các cái urinary symptom, các cái thuật ngữ chỉ về triệu chứng của hệ tiết niệu. Và chúng ta đọc để chúng ta nhìn vào đây cho phù hợp. Now 2 minutes for you to complete this exercise. Okay. Now number one. Okay, number one. CO, what does it mean? CO viết tắt của chữ gì đây? Ở ngoài thứ một chúng ta đã học rồi. Chữ CO viết tắt của chữ gì? Bạn nào còn nhớ không? Good. Thì trên complain of, đúng rồi, phàn nàn về cái gì? Thứ nhất là frequency, cái tần suất đi tiểu của đệ nhân này đã tăng lên, đúng chưa? Ông nói là như thế nào?
Và trong bài này bác sĩ hỏi là gì? How often is that? It depends, but sometimes it's every hour or even more often. Thậm chí là nhiều hơn nữa. Như vậy ông Thành làm thì cái tần suất đi tiểu của ông là đã tăng lên. And what else? Bạn Quốc Tuấn say that. Đấy là nocturial. Và thêm cái tình trạng nữa ông Thành làm đó là thứ nhất là tần số suất đi tiểu đã tăng. Và thứ hai là chứng tiểu đêm. Tức là ông phải như thế nào? Nearly always a two or three times. Từ 2 đến 3 lần trong một đêm. Ok, for one year. Như vậy trong một năm này thì ông đã phàn nàn về hai cái triệu chứng này ở đường tiết niệu. How about number 3? Number 3. Ông đã không có cái tình trạng gì. Number 3. Number 3. Ok, không có tình trạng là gì? Đau buốt khi tiểu và tình trạng gì nữa? Bí tiểu. How about number 5? How about number 5? Number 5, a little bit good, the stream flow a little weaker. Như vậy cái dòng chảy thì nó yếu hơn một chút. Ok, good. Now incontinence, apart from occasional. No incontinence apart from occasional. No incontinence apart from continental. Không có cái tình trạng là gì? Mất kiểm soát. Apart from the rippling. Okay. Ok, any question? Các em có thắc mắc gì nữa không? Now, exercise number 3. Make the patient description of their symptoms from number 1 to number 7 with medical terms from letter A to letter V. Look at A opposite to help you. Như vậy, cái phần bài tập này các em làm rất là nhanh bởi vì lúc nãy chúng ta đã làm rồi, đúng chưa? Chúng ta đã có quá trình. Now, 2 minutes for you.
Okay, finish. Now number one. Good. Number one, I have a tool to be every hour and also, tôi đã đi tiểu là gì? Cứ nửa giờ một lần hoặc là gì? Also, hoặc là thậm chí là hơn nữa. Number two, I get a scalding pan when I pass water. I get a scalding pan when I pass water. Ok, như vậy tôi bị gì? Tôi bị đau buốt khi tôi đi tiểu. It means dysuria. Đấy là chứng là gì? What is mean? Chứng là tiểu buốt. Yeah. Now number three, I have to get up several times to bath water at night. Nocturia. Tôi đã phải thức dậy vài lần ban đêm để đi tiểu. Number four, I have to rush to go to the toilet. Tôi khi nào cũng phải chạy giống như là chạy đổ xô vào nhà vệ sinh bởi vì tôi đã bị cái gì? Urgency, chứng tiểu gấp. Tức là khi mà bàng quang vừa đầy thì là bà cái cảm cái chính cái bản thân của bệnh nhân đấy không kiểm soát được, họ phải chạy vào phòng toilet, còn không nó sẽ bị tình trạng là leaking of the rippling. Number five, I have a trouble getting started. Hesitancy. Okay, good. Number six, I can't hold my water. Như vậy tôi không thể bắt đầu cái vấn đề là khi tôi gặp vấn đề khi bắt đầu tiểu, đấy là chứng là bí tiểu. I can't hold my water. Tôi không thể giữ được cái gì? Cái nước tiểu. Good. Incontinence. Thì thường các em thấy hai cái triệu chứng này nó sẽ đi liên quan dẫn đến nhau. Nếu bệnh nhân nào mà trong cái tình trạng là gì? Incontinent thì sẽ dẫn đến là urgency. Bởi vì họ không kiểm soát được cái bàng quang của họ thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là tiểu gấp. Bởi vì không kiểm soát được khi bàng quang đầy thì họ phải vào nhà vệ sinh lấy liền, còn không nó dẫn đến tình trạng là rò rỉ nước tiểu. And the last one, I pass some blood in my urine. Okay, hematuria, đấy là chứng tiểu ra máu. Continue exercise number four. Describe the finding in the laboratory report in work. Như vậy, đây là cái kết quả được phát hiện ra trong phòng xét nghiệm, nhưng người ta để bằng là gì? Bằng ký hiệu. Bây giờ các em hãy viết cái báo cáo này ở dạng đầy đủ bằng lời nhé. Now, 2 minutes for you to write down quickly. Để
Rồi bạn nào viết xong rồi viết ra tôi xem thử. Plus, như vậy máu ở đây là nó chỉ có only one, một dấu cộng thôi, đúng chưa? Only one plus. Protein thì là three plus simple, ba dấu cộng. Và cat, nhiều trụ là new. Good, bạn thì trên set size say no cats, không có nhiều trụ. A tray of plus and a tray of hematuria and cross protein. Good. Ở đây người ta dùng plus, em cứ dùng lại từ plus trên nhé. Người ta dùng hematuria tức là gì, trong nước tiểu có máu, đấy là khi mô tả về triệu chứng. Còn ở đây người ta nói máu là chúng ta cứ dùng plus trên nhé. Good. Viết như bạn Trinh cũng được, viết theo cái thứ tự người ta đưa ra, hoặc là bạn Trinh viết là xanocaster, em đảo lên trước cũng được, không có vấn đề gì hết. Miễn sao chúng ta đảm bảo đúng cái gì, cái nội dung, cái báo cáo của xét nghiệm là được. Ask any question. Như vậy các em có thắc mắc gì bài này nữa không? Sáng nay chúng ta chỉ học 2 tiết của cái bài cuối cùng này thôi. Bắt đầu từ bài 8 đến bài 14, thầy Tuấn sẽ hướng dẫn các em nhé. Và cô sẽ gặp, sau đó cô sẽ sắp xếp với phòng đào tạo. Cô sẽ có 2 tiết để ôn tập cho các em, là các em thi giữa kỳ, và hướng dẫn các em cái format để các em thi kết thúc môn. Đấy, thì cái này phòng đào tạo sẽ thông báo với các em sau. Rồi, thì trong cái buổi đấy các em có những cái thắc mắc gì thì cô sẽ giải thích cho các em hai trong hai cái tiết đấy. Và cô còn một cái bài tập homework của bạn Thủy Tiên không gửi cho cô sẽ sửa trong hôm nay và cô gửi lại cho bạn Thủy Tiên nhé. Ask any question, các em có thắc mắc gì nữa không? Ask any question the whole class. Cô ơi, về cái phần thi dự kỳ là chờ đến học xong 13 unit rồi mới thi hả cô? Có thể không, không cần thiết, vì thi giữa kỳ thì các em thi 7 bài đầu thôi. Cho nên là chúng ta có thể là sắp xếp cái thời gian nào lớp trưởng hoặc là đại diện lớp có thể là làm việc với lại phòng đào tạo để các em chọn thời gian thích hợp để cô ôn tập, sau đó chúng ta sắp xếp thời gian thi giữa kỳ. Giữa kỳ thì các em thi 7 bài, còn chúng ta thi kết thúc môn thì chúng ta có thể thi từ bài 1 cho đến bài 14. Cái đấy thì sau này chúng ta sẽ nói sau. Được chưa? Rồi, các em có thắc mắc gì nữa không? Rồi, như vậy từ bài hôm sau chúng ta sẽ học cùng với thầy Tuấn nhé. Rồi, chúc em thi tốt. Any questions?